Người nghèo nói chẳng ai nghe, kẻ giàu mở miệng bạn bè khen hay. Cho đời rõ thật đắng cay, giàu có nhân thế đổi thay cách nhìn. Đừng hỏi vì sao những người giàu có lại ngày càng trở nên giàu có và những kẻ nghèo thì cứ mãi khốn khó nghèo khổ. Các bạn hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng tại sao mình không thể kiếm được thật là nhiều tiền. Muốn giàu có thì các bạn hãy thay đổi tư duy ngay lập tức. Xin chào tất cả các bạn, là mình đây Phương Quỳnh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe và Sắc Đẹp của Quỳnh. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi được ngồi đây để chia sẻ cho các bạn về một cái chủ đề mà bất cứ người nào cũng cần để trở nên giàu có hơn. Đó là tại sao chúng ta lại cần phải thay đổi tư duy ngay bây giờ. Video này dành cho các bạn mà muốn trở nên giàu có hơn và tạo ra cho mình những cái thói quen của những người giàu có. Vậy đó là những cái bí quyết, những cái tuyệt chiêu như thế nào thì các bạn đừng rời mắt khỏi video của mình ngày hôm nay nhé. Một cái thực tế chỉ ra rằng cho dù bạn có kiếm được rất nhiều tiền đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn sẽ mãi nghèo khó nếu như bạn chỉ biết chi tiêu mà không biết cách tính toán. Trong cái thế giới của những người bình thường thì một cái mức lương 8 con số trở lên là một cái niềm khao khát của không ít người. Ai mà chẳng muốn mình trở nên giàu có cơ chứ. Khi đó thì mình có thể ngừng làm việc, mình có thể mua sắm bất cứ thứ gì một cách thỏa thích mà không cần phải nhìn giá. Mình có thể đắm chìm trong những cuộc du lịch xa hoa bất tận. Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ của những người có thu nhập thấp. Hầu hết những người giàu đều không suy nghĩ như vậy. Thứ mà họ quan tâm chính là cách xây dựng công việc và làm thế nào để duy trì sự giàu có của mình lâu nhất. Bạn nên nhớ rằng có một cái sự khác biệt rất là lớn, cái cuộc sống chi tiêu bất tận với một cái cuộc sống độc lập về tài chính một cách lâu dài. Những người giàu có tự lập ấy, không nhất thiết phải là những người thông minh hơn người khác. Cái mà họ giỏi chính là việc họ nắm vững những cái nguyên tắc quan trọng để giúp cho bản thân họ luôn luôn không ngừng tiến lên phía trước. Và nếu như bạn muốn gia nhập vào cái thế giới thượng lưu đó, đừng chỉ mãi nghĩ về những cái thứ xa xôi, những mục tiêu to lớn ở đâu ấy, thì bạn hãy thử mài giũa những cái thói quen sau đây để thay đổi bản thân của mình, thay đổi cuộc sống của mình. Tập cho bản thân mình cái tư duy xây dựng sự giàu có từ những người thượng lưu. Đầu tiên là bạn phải có tư duy thúc đẩy tăng trưởng tài chính của mình. Người giàu có thì họ vô cùng sáng tạo khi nghĩ về những cái vấn đề kinh doanh và họ luôn tìm ra những cái cách kiếm tiền khác nhau. Đó chính là sự hơn kém trong suy nghĩ của những người giàu, những người chưa giàu. Người thành công thì luôn tạo ra một sự khác biệt bởi vì họ luôn nuôi dưỡng cái tư duy làm thế nào để thúc đẩy cái tăng trưởng tài chính của mình lên. Điều đó sẽ giúp cho họ có một cái nhìn nhận khác về đồng tiền cũng như là giúp họ tập trung để tìm ra được những cái khả năng sinh lời khác. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đó chính là một cái tư duy, là một cái yếu tố hết sức quan trọng giúp cho những cái người thành công luôn tin rằng luôn luôn có những cái dự án lớn hơn, những cái cơ hội mới hơn, tốt hơn đang chờ đợi họ ở phía trước. Họ không ngần ngại khám phá những cái ý tưởng mới, những bước đi mới vì họ tin rằng ở đằng sau đó luôn luôn có một cái thành quả tích cực hơn đang đợi họ. Cái điều thứ hai đó là họ luôn kết nối với những người thành công khác. Những người giàu có thì họ luôn luôn hiểu được cái tầm quan trọng của việc xây dựng nên các mối quan hệ, đặc biệt là với những người thành công khác. Họ dành thời gian mỗi tháng để làm quen với những người cùng chí hướng với mình tại các hội nghị sự kiện hay chỉ đơn giản là những cái buổi cà phê ăn uống với những người mà họ cảm thấy là có tài năng hoặc có tiềm năng để cả hai có thể hợp tác với nhau cùng phát triển. Đây không phải là một cái sự lợi dụng nào cả, mà nó chính là một cái sự đầu tư khôn ngoan. Nó giúp chúng ta tập trung vào cái suy nghĩ là thế nào để thành công. Việc gặp gỡ những người cùng chí hướng với mình ấy thì sẽ thúc đẩy, kích thích tạo ra những cái ý tưởng mới mẻ, những tư duy đột phá mà đôi khi một mình không thể nghĩ ra được.
Thứ ba, các bạn không ngừng thử thách bản thân mình. Những người giàu có thường luôn luôn ý thức được rằng quả ngọt không bao giờ đến với những người chỉ biết ngồi và chờ đợi. Tư duy duy nhất để có thể cải thiện bản thân mình chính là các bạn phải tự làm khó mình. Nói cách khác là các bạn phải thử thách mình và bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình. Nếu bạn muốn trở nên giàu có thì bạn phải thúc đẩy cái sự sáng tạo của mình, đưa ra những cái ý tưởng kinh doanh độc đáo và bạn phải lao vào chúng. Sự giàu có và thành công không phải ngẫu nhiên đến từ một cái vùng an toàn của công việc văn phòng đầy nhàm chán đâu, mà nó chính là đến từ sự quyết đoán, từ sức mạnh và sự đam mê của chính con người bạn, bên trong con người bạn đó. Bạn nên nhớ rằng ấy, những cái người kinh doanh thành công thì họ đều có một cái tầm nhìn rất là xa và họ can đảm, dám nghĩ, dám làm để có thể tìm kiếm cho mình những cái quả ngọt đấy. Cái điều thứ ba là bạn nên tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho mình. Bạn nên nhớ rằng khi mà bạn có nhiều tiền rồi thì bạn càng dễ kiếm được thêm nhiều tiền hơn nữa. Và cái cách đơn giản nhất và nhanh nhất để bạn có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa đó là chính là việc bạn tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Và chính vì thế mà bạn luôn luôn có tiền tại mọi thời điểm, chứ không phải là chờ một cái thời gian dài đằng đẵng một tháng để đợi lương về đó. Như thế mà bạn có thể tận dụng các nguồn thu nhập khác nhau để đầu tư vào các nguồn khác nhau. Đó chính là cái cách kiếm tiền chủ yếu của những người giàu có trên thế giới. Điều thứ năm là bạn phải đầu tư. Những người giàu có luôn biết được rằng đầu tư chính là chìa khóa để phát triển tài chính của chính mình. Mặc dù tiết kiệm tiền cho những ngày tháng khó khăn bất ngờ là cái điều rất là quan trọng, thế nhưng chính những khoản đầu tư mới giúp bạn mau chóng trở nên giàu có hơn. Tiết kiệm là cách mà bạn đặt tiền vào một nơi an toàn và bạn chờ thời gian, chờ đợi đến ngày bạn có thể lấy ra. Nhưng những khoản tiết kiệm thì thường không mang lại cái lãi suất cao. Vì vậy, cái đống tiền tiết kiệm đó về cơ bản nó không sinh lời, nó là cái đồng tiền tĩnh thôi. Thế nhưng nếu bạn biết cách đầu tư thông minh thì cái số tiền đó sẽ giúp bạn mang lại những cái lợi nhuận vô cùng to lớn. Nhưng mà cái gì thì nó cũng có hai mặt của nó. Cái việc đầu tư ấy thì nó cũng mang lại khá nhiều những cái rủi ro. Vì vậy, khi đầu tư thì bạn hãy cân nhắc và đừng bao giờ đầu tư quá cái số tiền mà mình có. Điều thứ 6 là họ luôn luôn tính toán rủi ro. Người giàu có không bao giờ đánh cược bất chấp vào những cái quyết định tài chính lớn mà họ không cân nhắc trước. Họ sẽ luôn luôn làm những gì có thể để rủi ro là thấp nhất. Chính vì vậy, trước khi làm một cái việc đầu tư gì đó thì những người giàu có họ sẽ thực hiện cái việc nghiên cứu, phân tích và xác định ra những cái sự lựa chọn phù hợp nhất với mong muốn kinh doanh của mình. Họ sẽ phân tích những cái ưu nhược điểm của từng phương án trước khi chấp nhận cái rủi ro mà mình đã cân nhắc và tính toán trước đó. Thứ 7 là cái thói quen tập trung vào việc cải thiện bản thân. Những người thành công chính là những người không ngừng đọc sách, nhất là những cái lĩnh vực mà họ quan tâm, và họ luôn trang bị cho mình những cái cuốn sách mà tự cải thiện bản thân mình. Người giàu thì họ hiểu tầm quan trọng của việc tự giáo dục mình, tự thúc đẩy cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn ở mọi lúc mọi nơi. Vì thế nên dù cho họ đang ở đỉnh cao của thành công thì cái việc cải thiện bản thân vẫn luôn là một cái bài học quan trọng mà họ phải trả bài hàng ngày. Bạn có biết không, có 85% những người giàu họ sẽ đọc từ 2 đến nhiều cuốn sách self-help mỗi tháng. Và cái điều thứ 8, cái điều cuối cùng là những người giàu không bao giờ hoàn toàn nghỉ ngơi cả. Người cực kỳ giàu có chắc chắn một cái điều rằng họ sẽ có đủ tiền để sống cả một đời mà không cần phải làm việc gì thêm nữa. Thế nhưng phần lớn trong số đó chẳng có ai là buông bỏ tất cả để nghỉ ngơi hoàn toàn cả. Họ vẫn tiếp tục làm việc. Và mặc dù họ không còn làm việc những cái công việc quá nặng nhọc như trước nữa, nhưng họ vẫn dành đến 70% công sức của mình cho công việc. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ chôn vùi mình ở trong chốn văn phòng, mà họ sẽ biết cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc, biết tận hưởng sự nghỉ ngơi song song với một cái lịch trình làm việc linh hoạt. Những người giàu sẽ không hoàn toàn nghỉ ngơi, không phải vì họ không đủ khả năng tiền bạc, là bởi vì họ thích cái công việc mà mình đang làm. Ai cũng mang trong mình cái mục tiêu riêng, nhưng phần lớn thì đều mong muốn là làm thế nào để mình có thể thư thả về tài chính,
làm thế nào để mình có thể kiếm được thật nhiều tiền. Mục tiêu làm giàu không phải là một mục tiêu xấu xa và cũng không phải là một mục tiêu xa vời gì. Chỉ cần bạn dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi bản thân mình từ những cái điều nhỏ nhặt nhất thì không có một cái mục tiêu nào trên đời này có thể làm khó bạn được. Bạn hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để học đi. Học 8 cái thói quen trên để có thể thay đổi tư duy, để có thể học theo những cái người giàu có. Đó, kiến thức nó nằm ở trong đầu mình rồi thì không ai có thể lấy ra khỏi đầu mình được. Nếu bạn không thay đổi tư duy ngay bây giờ, không thay đổi bản thân ngay bây giờ thì bạn đợi tới khi nào? Đừng học rồi chữ lại trả thầy, bút trả hàng xén, giấy này phất diều. Hãy dành thời gian để học đi, vừa học vừa làm để sửa chữa và hoàn thành chính cái bản thân của mình. Bạn hãy thử thách đấu với chính bản thân mình rằng một năm sau tôi sẽ khác, sẽ có cam kết khác, kỷ luật khác, con cái của bạn khác và tất cả mọi thứ của bạn đều khác và nó sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Yeah yeah yeah! Chúc mừng bạn đã xem hết video ngày hôm nay của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho Quỳnh. Hãy like và bình luận ngay nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.